Cảm ơn quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của Mộc Nam Huy. Vâng, kính thưa quý vị, lúc này thì đang là 8 giờ sáng của ngày 25 tháng 5 năm 2020. Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin trân trọng giới thiệu đến quý vị về một số các sản phẩm đồ gỗ mà sẽ xuất xưởng trong ngày hôm nay. Xin phép được quay giới thiệu đến tất cả quý vị khán thính giả cũng như quay để quý khách hàng ở xa có thể xem được cái sản phẩm của mình ngay tại Mộc Nam Huy trước khi được anh em chuyển lên xe. Vâng, trong ngày hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ chuyển đi hai đơn hàng và xin phép được quay cụ thể từng sản phẩm và báo giá từng sản phẩm cho tất cả quý vị. Vâng, đầu tiên thì có một đơn hàng của anh Tứ ở đường Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7. Đơn hàng có một bộ salon Minh Quốc đào chim cột 12, chất liệu gỗ hương đá. Đây là bộ ghế làm trong tiêu chuẩn VIP quý vị nhé, là tay nghe liền. Tay nghe liền nguyên khối, không chắp ghép, và tay nghe là tay nghe 12. Đó, tay nghe 12, và tiếp theo tiêu chuẩn VIP cho cái bộ ghế này đó chính là cái dàn mặt ván ngồi. Ở đây là dàn mặt ván dày liền từ đằng trước ra đằng sau, không hề chắp ghép quý vị nhé. Sản phẩm được một dạo tai bèo hoa đá tây, những cái bản dày là 2 phân. Vâng, sản phẩm đi kèm là 6 món, một ghế băng dài, hai chiếc ghế đơn, một cái bàn trà, một đôn cao và một đôn thấp quý vị nhé. Và tất cả các cái dàn tay nghe ở trên 6 con nghe ở đây đều là tay nghe liền nguyên khối hết và không hề chắp ghép một con nào hết, và tất cả các cái mặt ván ở đây đều là mặt ván dày 2 phân. Đó, dày liền hoàn toàn, không hề chắp ghép quý vị nhé. Đặc biệt rất là đẹp, rất là chắc chắn trên cái sản phẩm này. Vâng, thì cũng xin được công khai đến quý vị, đây là sản phẩm có giá là 43 triệu tại xưởng của Mộc Nam Huy. Vâng, quý khách hàng đã rất là quen thuộc đối với những cái sản phẩm này và bên Mộc Nam Huy thường xuyên đi ra cũng như thường xuyên quay phim và giới thiệu đến quý vị. Vâng, sản phẩm tiếp theo sẽ chuyển đi cho anh, đó là một chiếc kệ tivi đặt 1m85, giá 10 triệu, chất liệu gỗ gỗ đỏ. Thì xin phép được quay đến quý vị luôn, đây là chiếc kệ tivi đặt chiều dài 1m85, và đây là một chiếc kệ tivi làm đóng giả dày quý vị nhé. Cái sản phẩm mà quý vị nhìn là dày 6 phân, nhưng mà thực tế ở đây là chỉ có dày 2 phân thôi. Đó, ở đây là đóng cặp thêm một cái lớp cây 4 phân để đóng giả dày. Đây, quý vị thấy không? Đóng một lớp giả dày nhé, từ nhìn từ trong ngoài nhìn ra này, đây ạ. Đó, đóng giả dày. Và quý vị cũng có thể nhìn từ đằng sau nhìn lại đây ạ. Đây là dàn khung, đấy, đóng giả dày. Còn mặt của nó mặt dày 2 phân. Đó, mặt dày 2 phân và là dài tới 1m8 quý vị nhé, liền nguyên tấm. Đó, rất là đẹp. Và các giặt hộc kéo ở đây thì cũng được anh em lựa bông vân cây cũng rất là đều. Đó, rất là đều, rất là đẹp. Bông vân sụn và hai bên là đối xứng như nhau. Đó, rất là tuyệt vời. Vâng, sản phẩm thứ ba Mộc Nam Huy sẽ chuyển đi cho anh, đó là một chiếc giường gõ 1m6, giá 7,5 triệu. Chất liệu gỗ gõ đỏ. Vâng, đây sẽ là chiếc giường 1m6 x 2m, giường hộp, giá 7,5 triệu. Mộc Nam Huy sẽ chuyển đi giao cho anh. Xin chân thành gửi đến thông tin đến quý vị khán thính giả. Vâng, sản phẩm cuối cùng Mộc Nam Huy đi giao cho anh, đó là một chiếc trang thờ ông thần tài thổ địa với kích thước 50, hàng có cột, có hộp đèn. Vâng, đây là sản phẩm giá là 3,5 triệu thưa quý vị. Vâng, vậy là đây là một đơn hàng đầu tiên Mộc Nam Huy sẽ đi giao cho anh trong ngày hôm nay. Sản phẩm thì đang được anh em chuyển lên xe, bọc mút cẩn thận rồi giao tới cho quý khách hàng nhé. Vâng, và đơn hàng tiếp theo thì cũng xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị. Đó là đơn hàng của chú Năm ở Tân Bình, Cộng Hòa. Vâng, đơn hàng của chú là một chiếc kệ tivi dàn có 2m4, giá 19 triệu. Vâng, thưa quý vị, đây là chiếc kệ tivi dàn 2m4, chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Phải nói đây là một sản phẩm rất là đẹp mà Mộc Nam Huy đã có những cái clip giới thiệu về sản phẩm này cho tất cả quý vị cùng tham khảo rồi, đúng không ạ? Vâng, và hôm nay thì sẽ thực tế Mộc Nam Huy chuyển cái kệ tivi này đi giao cho chú ở quận Tân Bình, và sản phẩm là có giá là 19 triệu. Vâng, đây sẽ là một cái kệ tivi đa năng, vừa là kệ tivi, vừa là tủ rượu, vừa là bàn thờ, và thậm chí thì cái tủ tivi này có thể thay thế cho một cái vách ngăn. Vâng,
có thể dùng cái kệ tivi này thay cho một cái vách ngăn nhà luôn, vẫn là được quý vị nhé, vẫn rất là hợp lý. Vâng, tiếp theo thì cũng có một sản phẩm chất liệu gỗ đỏ nữa của chú Năm, đó là bàn thờ ông Địa 60, giá 5 triệu thưa quý vị. Thì đây là chiếc bàn thờ ông Địa gõ 60. Vâng, 60 là chỉ tính theo kích thước bề dài thôi quý vị nhé, còn chiều cao của nó là lên tới 90 mấy phân. Chiếc 50 cũng chiều cao là 80 mấy phân đó quý vị nhé. Còn ở đây thì Mộc Lan Phi chỉ tính cái bề ngang thôi. Ở đây là chiếc bàn thờ ông Địa gõ 60 100%. Vâng, giá thì chỉ có là 5 triệu mà thôi, kính thưa quý vị. Vâng, tất cả những sản phẩm mà gỗ gõ đỏ hay là gỗ hương đá hay là gỗ gì cũng vậy, Mộc Lan Phi báo giá đều rất là chính xác quý vị nhé. Chất liệu gỗ cái đào 100% là 100%. Vâng, bàn thờ ông Địa gõ 100%, kệ tivi gõ 100%, rồi kệ rèn, giường. Đó, giường thì chỉ có một cái là thang giặt được làm bằng chất liệu gỗ dầu, và quý vị hãy lưu ý còn tất cả các chi tiết của nó đều là gõ 100%. Đó, kệ rèn cũng là gõ 100%. Vâng, hôm nay thì thực tế Mộc Lam Huy quay phim để giới thiệu đến quý vị về những cái sản phẩm này. Và sản phẩm cuối cùng của chú Năm thì đó là một chiếc bàn phấn thông 80, giá là 2 triệu. Thì xin lỗi quý vị một chút, thì sản phẩm này vẫn còn đang ở bên trong, thì lát nữa anh em sẽ chuyển ra và lau dọn để đem lên xe cho chú. Thì còn bây giờ thì anh em đang bận để chuyển các cái sản phẩm này lên xe cho nó rộng chỗ để đem những cái sản phẩm khác ra quý vị nhé. Vâng, thì kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2020, thì nhằm ngày thứ hai đầu tuần, thì Mộc Lam Huy có chuyển đi những cái sản phẩm này để đi giao cho chú Năm và giao cho anh Tứ. Thì xin chân thành cảm ơn chú Năm, chân thành cảm ơn anh Tứ đã tin tưởng ủng hộ các sản phẩm của bên xưởng gỗ Mộc Lam Huy. Vâng, tất cả các sản phẩm thì đều được Mộc Lam Huy trực tiếp sản xuất và bán ra cho quý khách hàng, đảm bảo 100% gỗ đúng chất lượng. Quý khách hàng thậm chí có thể tới xưởng kiểm tra hàng mộc trước khi sơn một cách vô tư, thoải mái. Vâng, và trong số đơn hàng ở đây thì cũng có anh Tứ đã tới tận xưởng Mộc Lam Huy để kiểm tra hàng và ký tên vào những cái sản phẩm này. Những cái bộ ghế này anh đã kiểm tra và ký tên, thì Mộc Lam Huy đã sơn hoàn thiện và hôm nay sẽ đi giao cho anh nhé. Và vâng, thưa quý vị, thì thời tiết của miền Nam trong mấy ngày vừa qua thì có phần nắng nóng, nhưng mà hôm nay là thứ hai đầu tuần thì cũng có một chút cơn mưa đầu mùa làm dịu đi những cái cơn nóng bức của mấy ngày qua. Vâng, rất là tuyệt vời cho một ngày thứ hai đầu tuần. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lam Huy xin được cảm ơn tất cả quý khách hàng, quý vị khán thính giả đã thường xuyên theo dõi kênh của Mộc Lam Huy. Vâng, thì hôm nay thì anh em sẽ chuyển đi tất cả các sản phẩm này và giao cho tất cả quý khách hàng. Thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh Tứ và cảm ơn chú khách hàng chú Năm đã dành sự tin tưởng ủng hộ cho Mộc Lam Huy, và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của xưởng gỗ Mộc Lam Huy.